Tiếp theo, chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn thông báo về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cập nhật cấp độ dịch đến ngày 4 tháng 11 năm 2021. Căn cứ Nghị quyết 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Quyết định số 4800 ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Qua kết quả đánh giá xác định mức độ dịch và thực tế tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế tỉnh Điện Biên thông báo cấp độ dịch của tỉnh Điện Biên theo nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ và quyết định số 4800 ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế, cụ thể như sau. 1. Cấp tỉnh, cấp độ 1. 2. Cấp huyện, cấp độ 1, 10 trên 10 huyện thị xã thành phố. 3. Cấp xã, cấp độ 1 có 126 xã, phường thị trấn. Cấp độ 2 có 1 xã là xã Pomlot huyện Điện Biên. Cấp độ 3 có 1 xã là xã Mường Nhà huyện Điện Biên và cấp độ 4 có 1 xã là xã Na Tông huyện Điện Biên.